Đại dịch COVID-19 tiếp tục có diễn biến xấu trên toàn cầu khi số ca mắc mới tăng nhanh lên tới hơn 9,7 triệu trường hợp. Trong khi đó, Mỹ là quốc gia bị ảnh hưởng nặng nhất bởi đại dịch, lại đang chứng kiến đợt bùng phát mạnh thứ hai kể từ khi bắt đầu cuộc khủng hoảng COVID-19. Ngày 25 tháng 6, Mỹ ghi nhận số ca mắc mới tăng ở mức cao nhất từ trước tới nay. Số ca bệnh COVID-19 tăng thêm trên toàn nước Mỹ trong ngày 25 tháng 6 lên tới gần 40.000 ca. Đây là số ca bệnh mới tăng theo ngày kỷ lục từ trước đến nay kể từ đầu dịch. Chỉ trước đó một ngày, ngày 24 tháng 6, tổng số ca bệnh tăng thêm trong một ngày của Mỹ cũng đã hơn 36.000, bằng kỷ lục lập ngày 24 tháng 4 trước khi Mỹ mở cửa trở lại. Florida chứng kiến ngày gia tăng kỷ lục ca mắc COVID-19 vào 24 tháng 6 với hơn 5.500 trường hợp. Trước đó một ngày, Arizona, California, Mississippi và Nevada đều tăng kỷ lục. Texas lập kỷ lục vào ngày 2 tháng 6 với hơn 6.000 ca mắc trong một ngày. Một số quán bar, nhà hàng, các khu vực công cộng đã hoạt động trở lại và một số nơi đã trở thành điểm nóng với số ca nhiễm tăng đột biến. Đó là sự thật. Để ứng phó tình hình, bang Texas đã phải hoãn kế hoạch mở cửa. Thống đốc bang đã phải ra lệnh tạm dừng thực hiện các ca phẫu thuật không bắt buộc tại các khu vực Houston, Dallas, Austin và San Antonio để có thêm giường bệnh để điều trị cho bệnh nhân COVID-19. Còn các bang đã đạt được tiến triển trước dịch bệnh như New York, New Jersey và Connecticut thì yêu cầu du khách đến từ các điểm nóng khác của Mỹ phải tự cách ly. Trong khi đó, giới chuyên gia Mỹ tin rằng rất có thể đã có hơn 20 triệu người Mỹ nhiễm virus SARS-CoV-2, cao gấp 10 lần số liệu thống kê chính thức. Trên thế giới, Brazil, Peru, Chile và Mexico vẫn là những điểm nóng ở Mỹ Latin với số ca mắc COVID-19 tăng mạnh. Đáng chú ý, Mexico đã vượt Đức và Thổ Nhĩ Kỳ trở thành ổ dịch lớn thứ 11 trên thế giới với hơn 202.000 ca mắc và hơn 25.000 ca tử vong. Các đợt bùng phát trở lại ở châu Á và Trung Đông cũng đang là hồi chuông cảnh báo, đòi hỏi các nước phải cảnh giác trước dịch bệnh. Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới cho biết số ca mắc có thể lên tới 10 triệu người. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres hôm qua kêu gọi tái tạo thế giới đang bị tổn thương do đại dịch COVID-19 thông qua việc tăng cường hơn nữa hợp tác đa phương. Phát biểu với truyền thông trước thềm kỷ niệm lần thứ 75 Ngày Hiến chương Liên Hợp Quốc được thông qua, ông Guterres cũng bày tỏ hy vọng một hội nghị thượng đỉnh của 5 nước thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc có thể diễn ra vào tháng 9 tới để hàn gắn những bất đồng. Kể từ tháng 3, do tác động của đại dịch COVID-19, Liên Hợp Quốc chủ yếu hoạt động dưới hình thức trực tuyến, trong khi những chia rẽ giữa các thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày một nhiều, đặc biệt là giữa Mỹ và Trung Quốc hay giữa Pháp, Anh và Nga. Theo Tổng thư ký Guterres, dịp kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Liên Hợp Quốc và ra đời Hiến chương Liên Hợp Quốc là dịp để các nước cùng nhau tái tạo thế giới mà chúng ta cùng chia sẻ. Để làm được điều đó, thế giới cần một chủ nghĩa đa phương hiệu quả, hoạt động như một công cụ quản trị toàn cầu. Người dân tại một số nơi thuộc bang Victoria, nơi dịch COVID-19 đang bùng phát trở lại, và người dân một số vùng thuộc New South Wales lại tiếp tục tích trữ giấy vệ sinh trong bối cảnh số ca COVID-19 mới tại bang Victoria liên tục tăng nhanh trong những ngày qua. Việt Nga, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Australia thông tin. Sự bùng phát trở lại của COVID-19 tại bang Victoria đang làm cho một số người dân Australia đến siêu thị mua giấy vệ sinh về tích trữ. Trong những ngày qua, siêu thị Coles và Woolworths tại các khu vực điểm nóng về COVID-19 của bang Victoria đã khan hiếm giấy vệ sinh. Tuy vậy, tình trạng này bắt đầu lan sang bang New South Wales, nơi có ít số ca bệnh COVID-19 mới. Trước tình trạng này, hai hệ thống siêu thị lớn nhất của Australia là Coles và Woolworths buộc phải áp dụng quy định giới hạn số lượng giấy vệ sinh dành cho một khách hàng. Hệ thống siêu thị Woolworths đã phải đặt hàng thêm 650.000 gói giấy vệ sinh, cao hơn 30% so với nhu cầu thông thường để tránh xảy ra tình trạng cháy hàng như giai đoạn cao điểm COVID-19 hồi tháng 3 vừa qua. Bên cạnh giấy vệ sinh, ở một số nơi, siêu thị Coles và Woolworths cũng hạn chế số mua hàng đối với một số sản phẩm như bột mì, đường, thịt xay. Bên cạnh giấy vệ sinh, xà phòng rửa tay cũng đang trở thành mặt hàng bán chạy hơn ngày thường tại một số địa phương của bang Victoria và New South Wales. Siêu thị Coles và Woolworths thuộc vùng Roseland của bang New South Wales là một trong những nơi phải tái áp dụng quy định hạn chế số lượng giấy vệ sinh mà một khách hàng được mua. Quy định này được đưa ra trong bối cảnh một số người dân Australia lo ngại làn sóng COVID-19 thứ hai có thể sẽ tái xuất hiện trở lại tại nước này. Việt Nga, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam từ Sydney, Australia. Thưa quý vị, Bộ Y tế cho biết đã ghi nhận thêm một bệnh nhân mắc COVID-19, đó là nam giới, địa chỉ tại Phùng Xá, Thạch Thất, Hà Nội. Ngày 24 tháng 6, người này từ Cameroon bay về nước, quá cảnh tại Nigeria, Ethiopia và Malaysia. Nhập cảnh sân bay Tân Sơn Nhất ngày 25 tháng 6 trên chuyến bay VN9674. Sau khi nhập cảnh, người này được cách ly tập trung tại Bệnh viện Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 26 tháng 6 được lấy mẫu, xét nghiệm cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi. Như vậy, tính đến thời điểm này thì Việt Nam đã có 353 ca mắc COVID-19. Thưa quý vị, lần đầu tiên trong hơn nửa thế kỷ, hội nghị cấp cao thường kỳ của ASEAN được tổ chức trực tuyến. Chủ đề gắn kết và chủ động thích ứng của ASEAN 2020 được triển khai trong bối cảnh môi trường khu vực và quốc tế đầy biến động do dịch chuyển địa chiến lược toàn cầu cũng như tác động của dịch Covid-19. Tại hội nghị lần này thì các nhà lãnh đạo đã ra tuyên bố chủ tịch kết quả chương trình nghị sự thông qua tuyên bố tầm nhìn về ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng, vượt lên các thách thức và duy trì tăng trưởng, và tuyên bố ASEAN về phát triển nguồn nhân lực cho một thế giới công việc đang đổi thay và ghi nhận 9 văn kiện khác. Bài phát biểu khai mạc của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mở đầu với những phân tích đa chiều về sự bùng phát của dịch bệnh và những thách thức vốn tiềm ẩn trong môi trường chính trị, kinh tế, xã hội của thế giới và mỗi khu vực. Theo Thủ tướng, trong khi cả thế giới đang phải gồng mình chống dịch, vẫn xuất hiện những hành động thiếu trách nhiệm, vi phạm luật pháp quốc tế, ảnh hưởng đến môi trường an ninh và ổn định ở một số khu vực, trong đó có khu vực của Việt Nam. Mâu thuẫn xuất phát từ bất bình đẳng xã hội, phân biệt đối xử và kỳ thị trở nên trầm trọng hơn do tác động của dịch bệnh, khoét sâu thêm những ngăn cách trong lòng các quốc gia. Thủ tướng kỳ vọng hội nghị cấp cao ASEAN 36 sẽ một lần nữa thể hiện tình đoàn kết, ý chí mạnh mẽ và quyết tâm của ASEAN vượt qua dịch bệnh, tiếp tục phát triển bền vững. Chủ đề gắn kết chúng ta đau lòng trước mất mát của hàng chục ngàn gia đình có người thân ra đi do dịch bệnh. Chúng ta chia sẻ những thiệt hại, những khó khăn của hàng trăm ngàn doanh nghiệp bị đình trệ, hàng triệu lao động mất đi nguồn sống, nhất là trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ. Tuy nhiên, chúng ta quyết không chùn bước. Trọng trách nặng nề trên vai chính phủ các quốc gia thành viên ASEAN và cá nhân các nhà lãnh đạo của chúng ta trong thời gian nửa năm 2020 còn lại là phải đưa ASEAN vượt qua giai đoạn cam go đầy khó khăn này, minh chứng cho giá trị và sức sống vững bền của một cộng đồng tự cường và năng động. Tôi trông đợi hội nghị cấp cao ASEAN 36 sẽ là dịp để chúng ta một lần nữa khẳng định tình đoàn kết, ý chí chính trị mạnh mẽ và quyết tâm cao của các quốc gia thành viên ASEAN vượt lên các khó khăn thách thức, vững vàng đi tới. Một mặt cần tiếp tục kiểm soát tốt dịch Covid-19, mặt khác cần sớm khắc phục hậu quả của dịch, phục hồi và tiếp tục phát triển kinh tế, đồng thời cần nỗ lực hoàn thành các mục tiêu hợp tác liên kết ASEAN trong năm 2020. Đáng chú ý, tại phiên họp toàn thể diễn ra ngay sau đó, lãnh đạo các nước ASEAN đã đề xuất các biện pháp để nới lỏng các hạn chế nhằm đảm bảo lưu thông hàng hóa và chuỗi cung ứng trong khu vực không bị gián đoạn, tạo tiền đề cho quá trình phục hồi sau dịch bệnh. Đề cập đến tình hình quốc tế và khu vực, trong khi cả thế giới đang căng mình đối phó với đại dịch Covid-19, Việt Nam bày tỏ quan ngại ở một số khu vực vẫn tồn tại những hành vi vi phạm luật pháp quốc tế, gây mất ổn định, làm phức tạp tình hình, xói mòn lòng tin. Việt Nam nhấn mạnh mọi quốc gia cần đề cao tinh thần trách nhiệm, thượng tôn pháp luật, nhất là luật biển UNCLOS 1982, đẩy mạnh xây dựng lòng tin, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình dựa trên luật pháp quốc tế. Thủ tướng khẳng định tầm quan trọng của việc thực hiện nghiêm túc, đầy đủ tuyên bố DOC và xây dựng bộ quy tắc COC hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế và Công ước Luật Biển UNCLOS 1982. Năm 2020 đánh dấu điểm giữa của hành trình 10 năm hướng tới hiện thực hóa tầm nhìn cộng đồng ASEAN 2025. Nhưng tác động toàn cầu tàn khốc của dịch bệnh Covid-19 đang tạo ra những điều kiện bất lợi không chỉ cho một quốc gia mà còn cho cả cộng đồng ASEAN. ASEAN giờ đây sẽ đối diện với những thách thức mới trong thời kỳ hậu Covid-19. Những thách thức này đang đòi hỏi ASEAN phải chuyển mình thành một khối thống nhất thực sự trên nhiều lĩnh vực, từ y tế cho tới ngoại giao. Đại dịch Covid-19 đã cho thấy lỗ hổng của sự thiếu chuẩn bị và kém hiệu quả của các thể chế và cơ chế đa phương. Kết quả đã có rất nhiều phản ứng đơn phương khi cần phải có các hành động tập thể. Nếu như Liên minh châu EU đưa ra được thống nhất chung về việc hạn chế đi lại trong khối, thì ASEAN lại chưa làm được điều này. COVID-19 đang là cuộc khủng hoảng y tế mà tất cả các quốc gia phải đối mặt. Do vậy, sẽ rất hữu ích nếu ASEAN có một bộ tiêu chí hoặc những hướng dẫn chung về thời điểm áp dụng các biện pháp hạn chế đi lại và thương mại, làm thế nào và khi nào các quốc gia có thể nới lỏng và sử dụng những biện pháp bảo vệ thích hợp nào. Không chỉ vậy, sau dịch COVID-19, ưu tiên của ASEAN có lẽ là phải đặt nền tảng cho các hệ thống chăm sóc sức khỏe mạnh mẽ hơn trong một khu vực có sự chênh lệch lớn về kinh tế và xã hội. Theo Ngân hàng Thế giới, trong khi Singapore có bình quân 2-3 bác sĩ trên 1.000 người, cao hơn mức trung bình toàn cầu là 1,5, thì con số này là chưa đến 1 trên 1.000 người ở Indonesia, Myanmar, Thái Lan và Việt Nam. Mặc dù ASEAN có thỏa thuận công nhận lẫn nhau về những người hành nghề y nhằm chuẩn hóa trình độ chuyên môn giữa các quốc gia, thỏa thuận này vẫn chưa hoạt động trong thực tế vì chứng nhận và rào cản ngôn ngữ. Không chỉ làm bộc lộ những điểm thiếu sót trong việc hợp tác giữa các quốc gia thành viên, đại dịch COVID-19 còn khiến ASEAN phải đối phó với tác động của bất đồng ngày càng gia tăng và sự cạnh tranh giữa Trung Quốc và Mỹ. Trung Quốc thời gian qua luôn phô trương sức mạnh quân sự của mình, o ép các nước láng giềng, đặc biệt là trong thời kỳ các nước đang phải đối phó với đại dịch COVID-19. Trung Quốc thậm chí dùng tàu sân bay triển khai quân diễn tập đổ bộ, cất cánh, tiêm nhiên liệu và tận dụng ưu thế quân sự, gây sức ép với Philippines và Việt Nam. Đây là những bằng chứng cho thấy Trung Quốc lợi dụng COVID-19 để bành trướng trên Biển Đông. Các chuyên gia phân tích cho rằng để đối phó từ những thách thức nói trên, ASEAN cần phải đồng lòng thống nhất. Nói cách khác, ASEAN phải thật sự hành động với khả năng ứng phó và sự gắn kết. Và mặc dù có thể khó khăn hơn khi ASEAN tiến hành các phiên họp còn lại của năm 2020, bất kỳ thỏa thuận nào đạt được tại các cuộc họp, dù là họp trực tuyến hay đối mặt, phải được chuyển thành triển khai thực sự. Điều đó có thể sẽ không dễ dàng trong bối cảnh đại dịch và hậu COVID-19, khi ưu tiên tại thời điểm hiện tại của nhiều quốc gia có lẽ là xây dựng lại nền kinh tế vốn bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19. Vâng, rõ ràng đại dịch COVID-19 là thử thách đầu tiên đối với tinh thần mà Việt Nam đặt ra cho năm Chủ tịch ASEAN 2020 với chủ đề gắn kết và chủ động thích ứng. Với hội nghị đặc biệt ASEAN Cộng 3 diễn ra vào tháng 4, hội nghị cấp cao ASEAN 36 diễn ra lần này, Việt Nam đã và đang thực hiện tốt vai trò của mình, cùng với cộng đồng ASEAN đoàn kết để vượt qua khó khăn của dịch bệnh COVID-19, phục hồi kinh tế, ổn định an ninh khu vực. Và với những tác động tương hỗ lẫn nhau, việc đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội cũng là để củng cố nền tảng, nâng cao sức kháng chịu và thích ứng của nền kinh tế, nhất là khi chúng ta đang đứng trước nguy cơ của làn sóng dịch bệnh COVID-19 lần thứ hai đang tiềm ẩn bùng phát bất cứ lúc nào. Thưa quý vị, liên quan đến ca bệnh bạch hầu đầu tiên được ghi nhận tại thành phố Hồ Chí Minh, chiều nay Bệnh viện Quân y 175 Bộ Quốc phòng đã có buổi trao đổi thông tin về ca bệnh bạch hầu là nam học viên 20 tuổi đang điều trị tại đây. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng sốt, đau họng, sưng vùng hàm và hạch cổ. Kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhân mắc bệnh bạch hầu. Ngay lập tức, bệnh viện đã khoanh vùng, báo cho cơ quan chức năng và tiến hành công tác phòng tránh lây nhiễm tại bệnh viện. Bệnh nhân được điều trị theo phác đồ dùng kháng sinh và huyết thanh kháng độc tố bạch hầu. Do bệnh rất hiếm xuất hiện nên bệnh viện không có dự trữ sẵn nguồn huyết thanh nên phải chuyển từ Hà Nội vào. Thì đây suy hô hấp, khả năng điều trị sớm, phát hiện sớm. Liên hệ khắp các cái bệnh viện trên cả nước. Thì may là có ngoài Hà Nội có huyết thanh kháng độc tố bạch hầu để gửi bằng máy bay vào sớm nhất có thể. Sau đó khi mà chúng tôi nhận được huyết thanh kháng độc tố bạch hầu là chúng tôi sử dụng ngay cho bệnh nhân, gửi bằng đường máy bay vào. Thế thì quá trình điều trị thì hiện tại thì bệnh nhân đáp ứng tốt với điều trị. Hiện tại thì hết sốt, họng thì hết đau họng và hết sưng đau cái vùng cổ. Các cái đồ chơi. Cũng theo bác sĩ, sở dĩ bệnh bạch hầu gây lo lắng cho nhiều người dân là do tại Đắk Nông đã ghi nhận 12 ca bạch hầu, trong đó một trường hợp tử vong, một bệnh nhân 13 tuổi nguy kịch đang được hồi sức tích cực. Tuy nhiên, các bác sĩ cũng trấn an người dân không nên quá hoang mang. Nó cũng lây qua đường hô hấp, cũng là cái giọt bắn của trong đường hô hấp bắn ra, nhưng cơ chế của nó hai cái khác nhau. Một cái rất dễ là vì sao? Cái corona nó kích thước rất nhỏ, do đó trọng lượng nó rất nhỏ nên nó có thể tồn tại được một thời gian nhất định trong không khí với dạng giọt bắn. Chúng ta người khác có thể hít vào và dễ dàng đi vào phổi hơn là cái chỗ cái con bạch hầu này. Theo các bác sĩ, bệnh bạch hầu xuất hiện trở lại do nhiều nguyên nhân, không trích ngừa đủ liều lượng như quy định, sức đề kháng kém. Bệnh bạch hầu phòng ngừa được bằng cách tiêm phòng đầy đủ, gồm 3 mũi trong năm đầu và tiêm nhắc lại 1 mũi trong 5 đến 10 năm tiếp theo. Người đã trích ngừa, nếu có mắc bệnh cũng sẽ nhẹ hơn. Người tiếp xúc gần với bệnh nhân bạch hầu được uống thuốc dự phòng từ 7 đến 10 ngày. Nếu tuân thủ uống thuốc dự phòng đầy đủ, hiệu quả bảo vệ của thuốc có thể đạt tới 100%.